Ok, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Traffic Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn một chủ đề Mà lần đầu tiên tôi sẽ nhắc đến cái khái niệm này Đó chính là khái niệm về Supply Demand Zones Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn Thông qua một cái video tên là Lỗi dễ mắc phải khi sử dụng Supply và Demand Zone Trong cái việc là đếm sống Elliot Vì hai cái cách này là hai cái cách khác nhau Nhưng mà thoạt nhìn thì nó có thể Khá là giống nhau và dẫn đến nhiều lỗi. Chẳng hạn như um, vì chúng ta đếm sống thì nó chính là việc về động lực chính của thị trường. Và động lực đó một phần nào đó thì bạn có thể nôm na hiểu theo là nó là động lực di chuyển của thị trường. Còn supply thì manzon tức là động lực đảo chiều của thị trường. Nói thì nó rất là chung chung nên thôi giờ theo tôi xem xem thực hư nó như thế nào nhé. Điều đầu tiên chúng ta cần phải làm đó chính là phân biệt giữa Supply Zone và đếm sóng Elliott Thì khi đó bạn biết được bạn đang thuộc trường phái nào và góc nhìn của bạn phù hợp với cái trường phái nào thì bạn mới có thể là là sử dụng nó một cách chính xác được và chúng ta sẽ có những cái công cụ bổ trợ và chúng ta sẽ sử dụng RSI Relative Strength Index sẽ sử dụng cho Supply Demand Zone và đếm sóng sẽ là chúng ta sẽ dự, sử dụng chính là Marty Candles hay là Marty 4C ấy. Ok, vậy thì điều đầu tiên, chúng ta phải làm rõ khái niệm nào trước nha. Um, alert Way đi, mình sẽ nói về Alert Way. Um, dùng ông nào để nói đây? New Zealand Card. Ok, cái này ngon này Điều đầu tiên thì bạn có thể đếm sóng. Đây, một ông này xảy ra rồi. Bạn hãy nhìn cái loại thị trường di chuyển từ đây đến đây. Elliot Way là nổi tiếng với một cái loại sóng tên là sóng Motive Way. Elliot Way thì nổi tiếng với một cái sóng tên là Motive Way. Đây là sóng chủ đạo và sóng đẩy của thị trường. Và sau khi dưới góc nhìn của Charabic thì tôi đã làm lại một số nguyên tắc để có thể vào lệnh thôi. Còn cái cách gọi thì tôi vẫn gọi theo cái ông Elliot Thì ông mới định nghĩa rằng chúng ta có sóng 1, chúng ta có sóng 2 chúng ta có sóng 3. Vậy thì vô hình chung chúng ta có một cái key level ở đây. Phải gọi nó là level trước đã. Level. Nhưng mà nếu muốn gọi cho đúng bản chất thì bạn phải xem xem nó có phải là A, B, C hay không. Và khi nó là A, B, C thì quan điểm cá nhân của tôi mới gọi nó là cái việc là đảo chiều. Mới là cái key level thì của thị trường. Chẳng hạn như bạn nhìn ở đây thì chưa có Divergent nhưng tại thời điểm này có rất rõ về Divergent Chúng ta có A, B, C Và đây chính là Key Level của thị trường Và sau khi phá vỡ Key Level của thị trường Thì giá không bật lên mà lại tiếp tục loanh quanh đây là một cái vùng Xe quay ngang và thị trường tiếp tục di chuyển xuống Vậy khi chúng ta nhắc đến khái niệm về Key Level của thị trường Chúng ta quay trở về với cái động lực của thị trường Vì chỉ khi nào có cái Key Level mà đúng nghĩa mà chúng ta định nghĩa đó nha ABC thì chúng ta mới tìm đảo chiều còn không thì trước đó chúng ta có WXY và đây chính là một trong những thế mạnh của Elliot ông Elliot lại định nghĩa được rằng nếu 1, 2, 3 thì cái hình dạng này trông giống như sóng 3 nhất và tôi thì định nghĩa đây là WXY và đây là còn động lực thì chúng ta sẽ tồn tại một vùng hồi mang tên là sóng 4 và tiếp tục sẽ là sóng 5 ông bearish định nghĩa rằng thì sóng 4 này tuyệt nhiên không được vượt quá khỏi cái vùng này vì vậy càng tiến về vùng này tức là những người mua những người mua đây này họ đẩy lên một lần sau đó họ thoát khỏi thị trường và họ tiếp tục đẩy lần hai sẽ có một cơ số người thoát khỏi thị trường để chốt lời dẫn đến hiện tượng là thị trường mất đi cung uh, cung và cầu cân bằng với cung và cầu thị trường sẽ đi xuống đi xuống nhưng không có nghĩa là đi xuống hẳn mà vẫn còn tồn tại một lượng người mua ở đây nên khi càng tiến về vùng này thì tỷ lệ sóng năm hình thành càng lớn và càng sâu như thế này thì tỷ lệ SPY lên càng cao vậy thì bạn hiểu nôm na rằng nếu mà người mua ở đây đẩy lên thì họ sẽ nếu mà đẩy lên mạnh thì lanh quanh ở vùng giữa họ sẽ đẩy lên tiếp nhưng nếu họ đã đẩy lên một lần rồi mà thị trường vượt quá khỏi cái điểm mà họ tập trung họ đẩy lên lần đó thì thị trường cũng sẽ sụp đổ. Nó có hai góc nhìn như vậy. Một là key level thì thôi tôi sẽ không nói vì nội hàm của ngày hôm nay không bàn về việc này nhiều. Nội hàm bàn về cái vấn đề là WXY. WXY là một thị trường còn động lực, thị trường còn niềm tin về người mua đối với thị trường mà tôi đang vẽ các bạn, thị trường giá lên. Vì vậy, nếu là còn niềm tin về thị trường giá lên thì người mua sẽ lanh quanh vùng này vẽ rất là to nha bây giờ nói về bản chất nên sẽ nói như thế này thôi chưa nói chính xác thì thị trường đến một cái lượng giá như thế này đủ tốt để thu hút người mua và càng xuống thấp thì càng tốt để cho người mua có thể nhảy vào thị trường nó vô hình chung nó tạo nên một cái góc nhìn là wxy và sau cái wxy này bạn sẽ thấy là giá tiến về và mọi người sẽ tiến hành là đặt lệnh limit họ mua ở đây và họ stop-loss ngay bên dưới này và thị trường đúng là đi thật. Thị trường bật lên thật nhưng không có nghĩa rằng đây là demand và supply zone. Mà đây chính xác là phương pháp đếm sóng của ông Elliot Way. Ông định nghĩa theo động lực của thị trường. Và nếu người mua mà thoát khỏi vùng này thì DPSY không còn ý nghĩa nữa, Multiway không còn ý nghĩa nữa. Tôi nói là không còn ý nghĩa nha chứ không phải là nó sẽ không bao giờ lên nữa. Bạn đừng hiểu hai cái này nó 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 như một nha. Thì bạn lại hiểu như này thì bạn lại bắt đầu bạn bấm sell và thị trường lại lên bạn lại không hiểu sao. Tôi sẽ nói về phần đó sau vì nó khá là sâu. Tôi nói chính xác những từ mà tôi muốn truyền tải cho các bạn là nếu nó phá vỡ cái vùng số 2 này thì WXY không còn ý nghĩa nữa. Dừng ở đó được rồi, đừng có nhận định thị trường tiếp theo nha. Và việc đếm sóng này nó đến từ cái việc là phân tích cơ bản trước sau đó là một phương pháp tổng hợp của ông Elliot Way dần dần hình thành nên một trường phái mà các trader thích tìm kiếm đỉnh của sóng 4 thông qua việc là nhận định sóng đỉnh sóng 2 sau khi chúng ta có đỉnh sóng 2 sau khi chúng ta có hình dạng của sóng 4 đang hình thành họ tiến hành đặt lệnh sell có thể là limit hoặc mà đa phần là sell limit họ sẽ limit và họ stop loss ngay trên sóng 2 này với ý nghĩa rằng họ sẽ bắt được cái sóng năm của thị trường và họ sẽ ăn rất là lớn nhưng nhược điểm của phương pháp này gần như là nhược điểm lớn nhất là việc họ đến từ công cụ là đoán thống kê và đoán tức là họ sẽ thống kê rằng thị trường nếu hình dạng như thế này thì rất có thể đây là sóng 4 thì họ đoán đây là sóng 4 họ không có cơ sở mà họ chỉ đoán đây là sóng 4, sau đó họ stop loss ngay trên sóng 2. Và sao ăn như thế này? Thì trường phái này vẫn làm được chứ không phải là không. Vì sao? Vì họ vẫn đoán và họ vẫn có risk and reward rất là cao. Nhưng nếu mà bạn hiểu về cái phương pháp động lực mà tôi chia sẻ xuyên suốt cái kênh này thì thay vì bạn đoán đây là sóng 4 thì trước khi vào lệnh bạn nên mở mắt đi lên bạn sẽ quan sát động lực và bạn thấy nếu quả thực đây là sóng 4 hiện tượng diversion sẽ xuất hiện từ lúc đó bạn hãy đặt sóng 4 bạn phải đặt lệnh sell ở limit ở sóng 4 và bạn sắp loss ở sóng 2 thông qua cái cách này bạn sẽ tăng tỷ lệ thắng lên một cách vượt bậc và nó chỉ có một nhược điểm duy nhất thôi nếu mà bạn theo phương pháp này đó chính là việc bạn sử dụng A, B, C luôn luôn cần phải có những điều kiện đi kèm theo. Đó chính là ABC phải kết thúc rồi C phải kết thúc và nhiều điều kiện lắm. Ba điều kiện lần bạn vui lòng xem lại cái bài giảng về ABC bạn sẽ hiểu điều này. Vì vì vậy nếu bạn sử dụng cái phương pháp này tôi nói ví dụ cụ thể luôn là bạn thấy đây là divergent. Có thể bạn đặt ở đây sống 4 sell. Ok tôi đồng ý. Nhưng nếu mà bạn đặt ở tại vị trí này thì sao? kết quả trả về là bạn vẫn thắng cái trade này thôi nhưng mà về ý nghĩa bạn phải chấp nhận một cái nhược điểm rằng khi chúng ta sử dụng ABC ở tại thời điểm này nó vẫn có thể phát triển thành WXY đây là cái nhược điểm duy nhất và khi bạn sử dụng ABC và cái nhược điểm này làm cho cái việc chúng ta đoán sóng 4 nó cũng bị ảnh hưởng theo vì vậy để khắc phục cho tình trạng này nếu mà bạn không thích cái cách tôi làm thì bạn vẫn có thể giữ cách cũ là mình sell limit và sau khi thấy ABC và chấp nhận những cái trường hợp mà ABC có thể gây nên khi nó đang hình thành, nó chưa hình thành xong. Thì bạn có thể khắc phục bằng cách là thay vì bạn chọn đây là 1, 2, 3, 4. Hãy đánh dấu nó lại. 1, 2, 3, 4 và bạn xác định đây là đỉnh hoặc đây là đỉnh ok tôi đồng ý hãy làm thêm một bước nữa ủa đâu mất tiêu rồi một hai ba bốn năm ok trước khi bạn vào lệnh sell limit bạn hãy làm thêm một bước nữa cho tôi bạn thử xem tôi nói có hợp lý hay không nhé nếu bạn sell được ở đây trường hợp này có vẻ như là tôi kiếm nhầm một cái ví dụ nó tôi nhìn sơ qua thì nó có vẻ có lợi cho các bạn rồi tôi thì xuống dưới đáy này nhé mình sẽ dùng cái đáy này làm thước đo nhé chúng ta có risk and reward là 4 1. Đối với những bạn nào mà bắt đỉnh trên này. Đỉnh của sóng 4, stop trên sóng 2 với nghĩ rằng đây là 1 2 3 4 thì chúng ta nên xuống một khung thời gian thấp hơn. Thì chúng ta sẽ thấy lộ rõ chúng ta có hai key level. Đúng chưa? Thị trường phá vỡ, thị trường phá vỡ. Và bạn nhìn trong hình dạng của cái thị trường phá vỡ này, nó luôn tồn tại là 1, 2, 3, 4. Việc của bạn chỉ cần làm là sell ở đây và stop loss ngay đây. Bạn chuyển đối tượng 1, 2, 3, 4 đi. Thì bạn sẽ không cần phải stop loss xa như này nữa. Và tỷ lệ thắng của bạn cũng sẽ tăng hơn. Vì sao? Vì bạn đang sell cho một xu hướng mất tiêu rồi. Đấy, sell đây và stop loss đây. Trường hợp này thì có vẻ tôi kiếm nhầm một cái ví dụ mà nó có lợi cho cái cái cái, cái cách sử dụng trên. Nhưng không sao bạn hiểu ý thôi là được ở đây thì 2,7 thôi 2,8 thôi ở đây thì tới 4 lần để tôi kiếm một cái ví dụ khác đi để... đây chẳng hạn như đây bạn có thể thấy là thị trường này 1 2 3 4 đúng chưa vậy nếu mà bạn thấy hiện tượng divergence giống như thời điểm hiện tại thì có phải về nguyên tắc này thì bạn phải sell ở đây không bạn sell ở đây, bạn đoán đỉnh sóng 4 và bạn phải stop loss ngay trên này. Và đây chính là stop loss của bạn. Hãy nhắm về phần đáy. Thì bạn chưa được 11 Nhưng thay vì làm như vậy, thì bạn hãy nhìn thị trường luôn luôn tạo một Không cần phá key level nha. Cái sóng 1 không cần phải phá key level mà có thể là 1, 2, 3. Toàn bộ 3 sóng phải phá key level. Sau đó hồi về thì bạn chỉ cần sell ở đây và stop loss ở đây. Bạn vẫn có thể kiếm được đoạn lợi nhuận ở đây vì tỷ lệ thắng cao hơn và risk reward sẽ cao hơn. Đó chính là tất tần tật cái góc nhìn về việc là đoán cái đỉnh của sóng 4 và chúng ta sẽ trade sóng 5. Đây là một trường phái nha. Vì khi chúng ta học về Elliott Wave không có nghĩa là chúng ta có thể trade giống nhau được. Tôi khẳng định điều này nha. Cái cách trade của tôi sẽ khác với bạn. Và có một vài người chẳng hạn như ứng dụng một câu nói trong 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 hệ nguyên tắc của Uh, Elliot thôi chẳng hạn như nếu họ cho rằng đây là Impulse và đây là Correction vậy thì lên tới Fibonacci 78.6 họ sẽ mặc định họ Sell và họ Stop Loss trên này với ý nghĩ rằng nếu mà thị trường tiến lên này thì đây phải là vùng hồi và khá sâu và nếu nó tiến lên trên này nữa thì đây không phải là Impulse và nếu không phải là Impulse thì họ cũng không, không muốn giữ lệnh nữa họ sẽ thoát và nếu đây quả thật là Correction thì sẽ đi rất là xa và họ sẽ có một correction reward rất là tốt. Đây là một trong những ứng dụng của Elliot Way. Cũng như vậy thì việc bạn ứng dụng về 1234 cũng là một góc nhìn và một ứng dụng của Elliot Way trong việc là sáng tạo ra một phương pháp để bạn có thể try. Vì vậy những cái video mà tôi trình bày với các bạn nó đa phần hướng đến việc là bạn sẽ trang bị được cho mình cái khả năng tạo ra được một phương pháp giao dịch phù hợp với tính cách cá nhân của từng người chứ tôi không hướng đến việc là chỉ cho các bạn từng ly từng tí về việc vào lệnh. Ok vậy là xong cái phần phải đếm sóng Elliott quay nha. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần 2. Phần 2 này có tên là supply và demand zone. Việc sử dụng demand và supply zone thì chúng ta phải sử dụng theo cái ý nghĩa là về vùng đối với cái việc sử dụng supply demand zone này thì cái gốc rễ bạn phải hiểu về kiến thức cơ bản trước vì cái gốc của nó đến từ phân tích cơ bản chứ thật ra không phải là 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 phân tích kỹ thuật đâu vì khi trên những cái bảng giá điện tử họ sẽ có những cái khối lượng khớp lệnh khác nhau nói cho dễ thì thị trường chứng khoán là bạn có thể thấy nhiều nhất thì chính trên thị trường chứng khoán sẽ tạo ra các vùng cản cái vùng supply và demand zone để bạn có thể trade sau đó họ mới biểu đồ hóa lên thành những cái vùng trên biểu đồ và để hiểu được điều này thì bạn cần phải hiểu về cot cot của uh, cot của phân tích cơ bản này volume này của phân tích cơ bản này rất nhiều thứ để học nhưng đến với phân tích kỹ thuật thì bạn không nên làm cho nó quá phức tạp đi mà chúng ta nên cho nó một vài góc nhìn thì tôi sẽ trình bày với bạn như sau đối với lại cái việc sử dụng về supply demand zone chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái công cụ là RSI để bổ trợ vì đa phần phương pháp này dùng là để bắt đỉnh và chúng ta bắt thì hình dạng nôm na của chúng ta sẽ là vai đầu vai các bạn hãy luôn nhớ công thức là vai đầu vai thì bạn sẽ tìm được cái mô hình về 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 supply demand zone để bạn bắt sau khi bạn thấy giá phản ứng với một vùng giá phản ứng với vùng nữa, thì bạn sẽ cho rằng đây là một vùng, vùng nhỏ thôi nha, chứ không phải là cái vùng trong nó như thế này. À, đây, không phải là vùng này phản ứng, sau đó vùng này nó tiến lên đây nó vẫn phản ứng và bạn cho rằng đây là một vùng supply demand zone, bạn đừng suy nghĩ như vậy. Mà supply demand zone nó sẽ lân quanh một cái vùng nhỏ như thế này thôi, thì hiệu quả và xác suất của nó sẽ là cao nhất. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có một cái vùng. Trước mắt là chúng ta có cái vùng ở đây. Sau đó tới vùng này, sau đó tiến tới vùng này, chúng ta sẽ mua lên. Chúng ta sẽ bị lỗ tại vùng này. Thôi thì kiếm một cái cái lệnh thắng trước nói cho nó dễ. Chúng ta có vùng này bật lên. Chúng ta tiếp tục có một cái vùng giữ được giá. Ok thì đối với cái vùng này thì bạn đừng nên sử dụng theo kiểu là di chuyển quá xa Bạn sử dụng những cái vùng nhỏ trên này Vì sao là như vậy? Vì nếu mà bạn sử dụng một cái vùng nhỏ thì bạn sẽ thấy tự động sẽ có hiện tượng divergence. Tôi sẽ chuyển lên khung thời gian cao hơn để bạn có thể nhìn cho rõ hơn Đây divergence rất là rõ đúng chưa? Nếu bạn có divergence ok bạn có đa thì bạn sẽ dự đoán được thị trường di chuyển lên và tiếp tục như vậy bạn sẽ thấy một cái vùng hồi như thế này và nhiệm vụ của chúng ta là đặt limit và bắt đỉnh bắt đáy chứ thông qua cái công cụ tên là RSI RSI này sẽ là trên 50 nó sẽ là màu xanh và dưới 50 nó sẽ là màu đỏ bạn xuống H1 thì bạn nhìn càng rõ hơn nữa các bạn thấy chưa mình sẽ so với lại đáy này đáy này đáy này đáy này mình đang nhìn trên đây nếu mình bấm nè đáy này ok vậy là nó tương ứng với những cái đáy và giờ chúng ta sẽ nhìn là đáy này đáy này đáy này bạn có thấy động lực tại thời điểm này giảm dần chưa thì bạn sẽ thấy động lực giảm và bạn sẽ tiến hành là đặt lệnh và đặt lệnh thì bạn buy limit ở đây và bạn stop loss ngay bên dưới này thì chúng ta sẽ có một cái lệnh rất là tốt và bên cạnh việc này thì tôi không thấy là những cái người theo trường phái này họ đoán về key level. Họ không đoán về key level nhiều và họ cũng không có sử dụng cái key level như là một cái 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 bản chất quyết định của thị trường, một cái yếu tố quyết định của thị trường mà họ xem những cái vùng nào giữ được giá nhiều nhất thì họ sẽ tiến hành đặt lệnh buy limit và stop loss ngay bên dưới nó. Vậy thì những cái bạn mà đang sử dụng về demand supply zone nếu mà vẫn chưa thành công với phương pháp này thì tôi đoán bạn sẽ thiếu một trong những điều sau. Thứ nhất, bạn đang thiếu về việc sử dụng mắt đi để đọc động lực thị trường. Không phải cứ mỗi cái vùng nó giữ được là bạn vào hợp lệnh hết đâu, chẳng hạn. Uhm, đi xem. Đây, chúng ta có một cái vùng giá phản ứng rất là mạnh với cái vùng này phản ứng cực kỳ mạnh luôn nhưng không có nghĩa là lần thứ hai bạn thấy nó phản ứng mạnh tại đây thì giá sẽ giữ cái vùng này đâu mà nó còn liên quan đến động lực của thị trường nữa vì đôi lúc trong Elliott có định nghĩa về một số cái mô hình như là Diagonal Diagonal thì hình dạng của nó như sau bạn sẽ từ từ thấy nó xoắn xoắn lại vùng cuối đúng không nhưng nó chính là những cái vùng như thế này cái cách di chuyển của nó chính là những vùng này thì bạn sẽ thấy nó như là một cái kênh nó thu hẹp lại sau đó nó sẽ giật mạnh và nó sẽ đảo chiều lên tiếp tục. Đây là hình dạng của Diagonal. Tôi không trình bày quá sâu về phần này nhé thì sẽ làm cho bạn lầm tưởng về việc là thị trường sẽ giật mạnh và đây là một cái vùng mà giữ giá cho thị trường di chuyển xuống không phải như thế cũng như vậy nếu mà bạn đọc về COT và và, và volume thì bạn sẽ biết được nó có liên hệ mật thiết đến với cái lượng người mua và lượng người bán trên thị trường và để đọc được lượng người mua và lượng người bán thì trường phái về alert Way, thông qua cái mắt này đã làm được rồi nên bạn có thể thuần về phân tích kỹ thuật và bạn xem thuần về phân tích kỹ thuật thì bạn có thể bỏ qua cả về COT luôn. cái đó là tùy bạn nha. tôi thì góc nhìn hạn hẹp thì tôi chỉ có thể khuyên bạn tới đây thôi. trước mắt là phải chuyên một cái đã hiểu nó đã sử dụng thành thục nó đã sau này thì bạn có thể sử dụng nó cho những mục đích khác thì tôi khuyến khích. còn hiện tại thì đến đây thôi. RSI là một công cụ rất đắc lực để bắt đáy bắt đỉnh nhưng nó có một nhược điểm rằng nó không cho biết cho bạn biết rằng đâu mới là đỉnh đáy thực sự của thị trường. Tại sao? Tại vì khi mà bạn so sánh động lực của sóng impulse, sóng hồi và sóng impulse thì điều duy nhất bạn có thể làm đó chính là so sánh động lực giữa sóng 1 và sóng 3 này hay nói cách khác là so sánh động lực giữa những impulse với, với nhau. Nhưng cái RSI nó có một nhược điểm là nó làm cho bạn thấy ở đây là sóng 1 này này trong đó có 1 chúng ta sẽ có sóng 1 và sóng 3 này trong đó chúng ta sẽ có sóng 1, 2, 3 màu xanh dương nữa thì sóng cái 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 RSI lại khiến cho bạn rất hay đọc động lực giữa sóng 1 màu đỏ và sóng 1 màu xanh đây là điều tối kỵ vì bạn đang đọc sai động lực của thị trường đây không phải là hai sóng đẩy của thị trường mà sóng 1 màu đỏ và sóng 3 màu đỏ mới là sóng đẩy của thị trường. Còn không thì sóng 1 màu xanh và sóng 3 màu xanh mới là sóng đẩy của thị trường. Nó đi theo bộ như vậy. Vì vậy khi bạn dùng về RSI nó sẽ có một cái bất cập là đâu mới là cái mà bạn so sánh được động lực của thị trường đây. Vì khi mắc đi bạn sử dụng thì bạn biết được chúng ta có 1 2 3. Vậy thì bạn phải sử dụng ông này vào này là chính xác Nó vô tình làm cho bạn chính xác Và việc vô tình này cứ lặp đi lặp lại Nên một số bạn chưa hiểu rõ Thì có thể lầm tưởng Và đôi lúc thì dẫn đến những cái tai hại nhất định Ok, vậy thì bạn đã phân biệt được việc sử dụng về Alert Wave và Supply Demand Zone. Nó là hoàn toàn khác nhau và bạn phải bạn đòi hỏi một cái lượng kiến thức khác nhau để có thể sử dụng nó thì nói nôm na thì elotway là về động lực của thị trường. Sóng 4 và sẽ canh sóng canh sóng 4 hình thành buy và sẽ support dưới sóng 2. Và để cải thiện cho tình huống này thì tôi đã hướng dẫn các bạn sẽ buy ở sóng 4 ở một khung thời gian thấp hơn để có thể cải thiện cho cái việc sử dụng này. Còn supply demand zone thì bạn phải học cái gốc là từ kiến thức cơ bản thì bạn mới qua được phân tích kỹ thuật. Còn nếu mà bạn nào mà không có điều kiện mà đến với phân tích cơ bản thì tôi khuyên là bạn có thể có thể chuyên môn hóa về cả cái phân tích kỹ thuật luôn. Tức là bạn sẽ sử dụng bạn đọc Demand Supply Zone theo cái phương pháp phân tích kỹ thuật thôi. Và để làm được điều này thì tôi có một cái công thức nôm na hình dung cho bạn là bạn hãy nhìn thị trường nó như là một cái vai đầu vai thì bạn sẽ bắt được cái cái supply về demand zone để để cho supply và demand zone hiệu quả tối ưu, thứ nhất bạn cần phải sử dụng MACD. và thứ hai bạn sẽ phải sử dụng rsi như là một công cụ không thể thiếu để có thể bắt được cái supply và demand zone này và nếu bạn nào thích về công cụ supply demand zone hãy để lại bình luận bên dưới tôi sẽ làm một video cụ thể nói về rsi và một video cụ thể nói về supply và demand zone Ok, vậy thì nội hàm video ngày thân hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy thích video lần này thì hãy đừng ngại like và subscribe cho mình nhé. Và đừng quên chia sẻ cho trò đá Apex. Ok, thì bên cạnh đó thì mình cũng đang triển khai cái, cái kênh Discord để có thể hỗ trợ các bạn nhiều hơn cũng như tương tác các bạn nhanh hơn. Từ việc là tài khoản, từ việc là là khóa học, từ việc là bạn có kèo là bot lên hoặc là trò chuyện linh tinh. Chúng ta hãy cùng vào đó để chúng ta có thể tương tác nha. Ok, chúc các bạn một ngày giao dịch thật nhiều thành công xin chào và hẹn gặp lại video lần sau